xinh tươi, hôm nay xinh tươi. Một ngày như mọi ngày ở khu vực phía sau chợ Đồng Xuân. Khu chung cư Cao Thắng là cái tên được thay mới. Chứ trước đó, người dân vẫn quen gọi nhau là khu tập thể 15 Cao Thắng. Với diện tích khoảng 1.000 m², hơn 50 căn hộ giữa khu phố sầm uất và bậc nhất Hà Nội. Khu nhà này là một sự đổi mới, một không gian sống mới đối với những người hàng phố. Khi mình đang ở một cái chỗ khác, nó nhỏ, mà khi mình chuyển về đây, mình cảm thấy ở đây nó cảm thấy là nó rất là rộng và khung cảnh nó rất là đẹp và nó thoáng mát. Cho đến tận bây giờ thì nếp sống của con người thì hầu như thì còn khoảng độ hơn 30 hộ thì cuộc sống họ vẫn vậy, còn một số hộ thì họ có điều kiện thì họ có thể họ mua đi chỗ khác. Quán nước này thì cũng có từ lâu rồi, từ những năm 90 và 91 đến giờ. Thì khi về nghỉ chế độ đến giờ thì cả nhà thì trông vào cái quán nước này để có cái thu nhập. Nói chung là cũng nhì nhằng đủ, coi như là cuộc sống như là chi tiêu hàng ngày. Về sau, nếu mà tính ra sau khoảng 7 năm. 7 năm mà mua 30. 7 năm mà lúc ý chị đã mua là 33 cây. 33 cây. Nhưng mà diện tích nhà chị nó rộng hơn nhà em. 60 m² luôn. Ừ. Diện tích nhà chị nó rộng hơn. 50 m² luôn. Rộng hơn được 10 m². Rộng hơn được 10 m. Hơn 10 m đấy. Hồi bên em mua là cái nào đấy luôn. Vào 8 cây đến 10 cây. Vàng có hơn 200.000 một chỉ. Nhưng mà lúc ý cũng là ban căng lắm rồi. Căng mà. Ừ. Lúc đấy là bán nhà kia chia nhau thì mày mua ở đây thì cũng chỉ có đủ tiền để mà mua. Ừ. Căn trên từng năm. Đấy. Còn từng dưới thì nó lại rất là đắt. Lúc đầu ở sướng nhỉ? Ở đây thì lúc đấy là ở đây một mình một cái chung cư mà chung cư được xây. Xây mà lại khang trang đúng không? Sạch sẽ. Ở nó thoáng. Thoáng đã. Đây là thoáng. Giờ mình ở đây quen chẳng muốn đi đâu. Đấy. Bây giờ chợ búa là tiện. Cái tường ở đây nó hợp với những người, mình có nói đúng ra là mục tiêu là nó hợp những người ở phố. Phía sau chợ Đồng Xuân, khu chung cư Cao Thắng là nơi được nhiều chủ hàng trong chợ thuê hoặc mua sử dụng để làm các kho hàng. Số lượng các căn nhà vẫn vậy, chỉ có các căn hộ và số lượng người có sự thay đổi. Theo bà Toán, hiện có khoảng 30 căn hộ vẫn có các gia đình sinh sống ở đây. Nếu mà nói về thời điểm trước ấy, thì rất là đông và căn hộ nào cũng có người ở. Đấy. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ này, thì là do cuộc sống nó cũng có nhiều những cái thay đổi. Thế cho nên là nhiều người người ta có cái điều kiện kinh tế tốt hơn thì là người ta mua nhà ở chỗ khác. Nhưng mà để mà làm ăn ấy thì là vẫn là nơi này. Bởi vì là người ta là kinh doanh bên chợ Đồng Xuân và chợ Đồng Xuân thì với đây thì là sát nhau rồi. Hàng ngày những người khuân vác liên tục qua lại. Họ có phần tạo nên sự tấp nập cho khu chung cư. Chung cư này thì xây dựng năm 90, dân về là năm 91, thì có gia đình nhà tôi là ở được lâu nhất, gốc ở đây luôn. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây,
Đấy. Đời bố mẹ tôi cũng ở đây. Ngày xưa thì chỉ có bố mẹ tôi và anh em tôi, thì bây giờ thì anh em tôi lập gia đình các thứ thì cũng vẫn ở đây, thì còn hai cô em gái đi lấy chồng, còn hai anh em gái tôi lấy vợ các thứ và các con các cháu sinh sống ở đây. Căn nhà này của nhà tôi thì tầm khoảng 60 m, hơn 60 m. Tầm 3-4 thế hệ. Đây đậu đây nhá. Rồi, cải thiện nhá. Rồi nhá, chào nhá. Khoảng sân giữa chung cư là nơi mấy anh chị em nhà ông Thắng cùng làm công việc trông xe. Mỗi người mỗi việc, họ chia nhau ra, thay phiên nhau để làm. Nhà có cái chỗ trông xe của sân của cả xe cho tập thể đấy, thì là anh em ra trông làm được lâu rồi đấy. Bắt đầu từ hồi khánh thành cái tập thể này cho đến bây giờ luôn, mấy chục năm rồi. Đây là dân bầu lên ấy, cả ngày cả đêm cho dân luôn, tại vì mình bảo đảm an ninh nữa mà. Thì đêm đêm hôm là chẳng hạn như là nó không có cái tệ nạn đi liếc gì, tại vì cả nhà cũng trông cả đêm, thức cả đêm luôn để trông nom bảo đảm an ninh trật tự cho bà con. Anh Cường cho trong này cho em này. Đây, anh làm ở đây cho em. Đây, anh ơi. Đấy, để cạnh đây cho em. Ông Hiển nấu cơm gần xong chưa? Ông Ngọc về rồi đấy à, chuẩn bị cơm nhá. Chuẩn bị sắp ăn thôi, xong rồi. Gia đình ông Ngọc ở tầng 5. Bố mẹ ông Ngọc đã già yếu, cần người chăm sóc. Hai vợ chồng ông Ngọc và người chị gái thay phiên nhau mỗi ngày. Tầng 5 nhà ông Ngọc khá yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ã bên dưới. Cơm xong rồi đây, cậu lấy cho bà ăn nhé. So với những người khác thì nhiều khi có những cái ngõ ở phố mà đi vào sâu nữa cơ, có mấy mét vuông ấy. Mà ban ngày phải thắp đèn nó tối. Nhưng mà khi mà ở đây mà so với khác thì nó cũng rộng hơn, nó cũng thoải mái hơn. Mấy cái chạn bát vào đi, không có hôm qua bà giật đấy, bà lẫn vào giật hết ra rồi. Ở nhà là có ông bà nhiều tuổi rồi bị lẫn, làm cả ngăn cả cửa kia không để bà đi ra, nó lạc mất, cũng có trường hợp bà đi ra rồi, lạc đâm ra là phải ngăn này. Anh buộc chắc vào nhá, hôm qua bà làm hỏng cái chạn nhá, bà giật hết ra đấy. Rồi. Buộc tật chắc vào. Rồi, yên tâm. Thì tôi đây thì chẳng hạn như ông bà ở đây, vợ chồng tôi ở trên các xếp lửng đây, anh tôi ở đây, đây chia nhau ra, ngăn ra để ở, chia ra thì khoảng 15-16 m. Nói chung là quen hết, còn rộng thì ai cũng thích rộng, bản thân như tôi cũng thích rộng, mà mọi người cũng thích rộng, thế nhưng mà tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây rồi. Nó gần chợ búa, gần trường học cho các cháu đi học. Thế đâm ra là cũng ở, nó cũng quen. Đấy, cái lớp sinh hoạt mấy chục năm nay. Ông chuẩn bị 30 cân lươn cho nhà hàng nhá. Cho người ta lấy nhá.
Nếu nói bán lươn, nhà ông Học có thâm niên tới 30 năm. Nhập lươn, bán lươn, mọi thứ được diễn ra trong căn nhà chung cư tầng 1. Là chân con to nhá, xong rồi cho xít mang đến cho em. Sống với lươn rồi, chung với chung sống với lươn luôn. Đấy, cái như thế, hàng ngày cái thay hàng đấy, xong là ngủ ở đây. Mình chịu khó dọn dẹp gọn gàng thì nó không bao giờ bẩn cả. Chứ còn nếu mà mình lười dọn thì nó sẽ bẩn. Đấy, cái chính là như thế. Sạch hay không là do mình. Số 15 Cao Thắng là một khu chung cư mang những đặc điểm riêng, ồn ào và nhộn nhịp suốt ngày. Gần chợ, lượng xe cộ vào ra cả ngày, hàng hóa luân chuyển, những cái kho kế bên những căn hộ. Cứ thế, san sát, họ sống cùng nhau, chia sẻ cùng nhau trong bao năm qua. Ồn nào hay không ồn nào thì mình vẫn ở đây, nó cũng thành quen. Năm khi đôi khi mình đi ra chỗ khác, bây giờ nó không có ồn nào, nó thành ra nó tĩnh quá, mình lại mất đi một cái gì đấy. Ở đây rất là vui, vui lắm. Ngày đêm, bởi vì bây giờ ấy, phố cổ nhộn nhịp lắm,